Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi. Tôi là Mơ Kiếm Minh. Thì hôm nay thì tôi có thấy con game Interliminal Liti nó đã ra một phần chơi mới anh em ạ. Phần chơi mới của nó tên là A New Lens. Nếu mà dịch ra tiếng Việt thì nó có nghĩa là ống kính mới anh em ạ. Ok, thế thì hôm nay là đồng hành cùng với tôi sẽ là Kagamer và Đả Linh. Ba chúng tôi sẽ vào chơi phần chơi mới của nó nhá. Hello mọi người. Hello, Ok, thế thì hôm nay ba chúng tôi được gọi là ba anh chàng ngự lâm tiếp tục vào được gọi là khám phá những cái bí ẩn ở đằng sau cửa thang máy anh em nhé. Let's Trò chơi này chứa nhiều đèn nhấp nháy, jump scare, tiếng ồn lớn và nhiều hơn nữa. Cẩn thận trước khi chơi đấy. Trong này có ai yếu tim không? bình thường Interliminality. Ồ, mình đang đâu đấy? Ồ, tôi nhớ ở phần trước là tôi với mọi người thoát rồi mà. Ôi không, tôi lại phải làm việc một lần nữa. What the hell? Ô kìa, ở phần trước trước là tôi nhớ là thoát khỏi rồi. Thoát khỏi rồi mà. Rồi xong, toang rồi đấy. Ô cái gì ấy? Vãi! Ô có máy ảnh này. Ú, đã đi chúng tôi à? Hả hả hả? Ông đi chụp riêng tôi á? À ông sao? Ông sao tóc ông dài ấy? Ông fan anime à? Chụp luôn. Chụp ông đăng lên báo ngay. Rồi, ok. Thế thì đâu, xem hôm nay chúng ta phải làm gì nào. Tôi nhớ là ở phần trước chúng ta thoát rồi mà nhỉ? Sao lại bây giờ lại quay lại cái văn phòng này? Không mở được. Ô, mình có thể soi cam nhất là Linh nhá. Anh em bấm chuột chuột phải là chúng ta có thể quay camera. Bấm F để sử dụng camera. Ok. Hình như tiếng hơi to. Không mở được cửa này. Cái đèn nhấp nháy kinh thế. Ủa rồi đã đánh đâu? Rồi xong chúng ta lạc đã linh. Nhanh đi ông ơi. Cửa ấy khóa rồi ông ơi. Cửa này cũng khóa rồi. Sao phòng nào cũng khóa này. Anh nghĩ là chúng ta nên đi thẳng. Ấy mở cửa đấy. Cái gì đấy? What do you see through a camera lens? Bạn nhìn xung quanh bằng cái camera à? Ấy. Anh em ơi, bật cái nhìn bằng camera thì chúng ta sẽ nhìn được ba cái mũi tên ở dưới mặt đất đúng không ạ? Đây này, chúng ta phải làm gì đó ở đây này. Nãy vừa thằng cái game nhận được cái sách gì đấy. Ủa, nó chỉ cái gì này? Ủa, Cái mơ đây nhận cái sách gì em đọc đi. Nó đã chẳng ghi cái gì luôn. Em nhặt phát nó không nói gì luôn. Quái lạ, anh rõ ràng anh thấy nó chỉ mũi tên ở đây mà cuối cùng là mới hiểu. Thôi là gọi ra ngoài đi. Không mở được. Từ tiếng hơi to cho nhỏ xuống ngay. Đấy, cho tiếng nhỏ xuống không nghe ồn lắm. Bây giờ chúng ta chỉ có một cái phòng này thôi. Ôi cái gì đấy? À không, biệt tượng con mắt thôi. Ủa, là anh em gì đấy? Quay đi qua đầu lại mọi người ơi. Đâu Đây đâu thì đâu đánh cửa đâu? rồi. Đâu? Wow, phần chơi này mới nha. Chúng ta có thể dùng camera để soi những cái hiện tượng mà mắt thường không nhìn thấy.
Tôi nhớ là cái thang máy này nó đã. Ủa là sao? Cái thang máy không ở đây. Ok trai và ấy này. Ôi rồi vào đi. Chúng ta lại mắc kẹt ở trong những cái thang máy cùng nhau. Rồi xong rồi đấy, thấy có điểm rồi đấy. Tôi đang ở đâu đây? Ông làm gì đấy? Chui ven à? Ê, có gì, có gì, có gì, có gì. Là cái gì? Có gì. Cho thấy có gì giảm đằng đầu kia. À thế á? Ô thế nhanh 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 lên nhanh 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 nhanh. So bằng camera ấy thì chúng ta có thể ấy cái này điểm gì? Bốn cái chúng ta cần bốn cái pin. Nhanh em ơi. Ôi. Còn đâu đây? Mày có quái nha. Có quái em ơi. Ôi rồi, sao lại kéo ra đây? Ôi tay đây. Bây giờ chúng ta phải cần 4 viên pin để khởi động cái. Ô sao ông cứ mở mấy cái ra làm gì? À đây. À mở cái đấy ra là có pin. Nhấn À, giữ vào cái tôi đấy. có một pin rồi, tôi có một pin rồi. Nhưng mà bây giờ cho vào trong cái đây rồi một cái ở sau á, cần cần một pin cuối, pin pin cuối, pin cuối, pin cuối, pin cuối. Được rồi. À, ngon, mở cửa đi ông. Đi luôn rồi. Tuyệt vời. Thoát luôn. Tẻ thôi, tẻ thôi. Đợi anh với. Here we go. Đợi tôi. Ủa, chỗ nào đây? Tiếp tục có pin nữa. Ok. Ở đây không có pin, ok. À, tôi có một viên pin. Còn 6 cục pin nữa. Ê, sao lại có thể đóng cửa vào? Ủa? Ủa tôi xong rồi, tôi lỡ bấm đóng cửa rồi. À, cái này là chặn con ma. Được nha. Còn 6 cục pin nữa mọi người ơi. Tôi có một cục Tôi đã rồi. cầm được 2 quả rồi, tôi cầm 2 quả rồi. Nhưng mà cái chỗ nắp pin ở đâu? Ngay chỗ khởi đầu luôn không? Tôi cầm được 3 cái rồi này. Ủa sao mọi người cần oxy nhỉ? Tôi không cần đâu. Đây, đi Em đi không biết lớn rồi. Đâu chỗ nào chỗ nào chỗ nào. Đi. Que que que. À. Rồi còn một viên cuối. Chơi cái mơ. Đi Có kiếm viên đâu. cuối đi. Ôi. Rồi xong rồi. To to ơi. Ấy. Toàn rồi. Ấy con ma nó không sợ ánh sáng à. Tôi bị nhốt rồi. Con ma nó không sợ ánh sáng à. Đê. Đóng vào. Đúng rồi. Hay quá. Ấy. Ôi nó đuổi thằng gai mồi.
Con ma nó không sợ ánh sáng đâu, đừng có chụp nó. Đi kiếm viên pin cuối đi. Ôi, thôi xong rồi, nó đuổi tôi rồi. Đừng có mơ. Đừng có mơ. Đồ hộ anh cái. Đây cậu stack pin được nhá, nghĩa là kiểu ông nó Ôi, bị pin rồi mẹ thằng. là ông kia trong phòng lấy chắc thêm pin rồi. Thằng gamer nhá, quái đuổi đéo bảo. Vui thế làm gì? Ôi sao nó ghi là không, nó ghi là cần không battery kìa, có nghĩa là đi rồi rồi sao mà. Ô đấy cho cô, trời ơi. Ô vãi tưởng. Đây à? Ở đây có pin cuối cùng đây rồi. Ngon, mở đi ông. Nhanh lên. Đi nhanh lên. Chỗ Đi nào? lên, nhanh lên, sắp tạch Đi rồi. ông ơi. Ây ơi, đằng sau chạy Để biết thằng cái một chân mất dậy. Quái đuổi đéo nói. Đóng cửa luôn, nhốt nhốt lại thôi. Tạm biệt cả cái mờ. Có giống em? đấy, nhưng mà Có giống em? còn sáu, còn sáu. À biết có giống à? Kìa đấy. Đóng luôn. Ủa rồi là linh thuốc đứng vậy? Không biết ông chết thì nó có reset lại không, nhưng mà ông ấy đừng chết. Ê bảo chăn cái đứa kia làm gì? Thế vậy trong cái dáng của Đá Linh cầm đèn pin, tôi nhìn nhìn ông giống giống con dân làng trong Minecraft. Rồi rồi rồi, chạy chạy chạy, kệ ngay vào đi. Ấy cái gì đấy? Bú luôn. Thằng cái mơ đâu? Only open when the. Mọi người đi trước đi. Ủa nhưng mà sao có Mày được. phải đi ra đây. Nhìn. Em về chỗ Mày cũ dẫn con quà đến đây đi, em để ơi. cho con ma nó. Ui, kỳ đạo đây. Đây vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Rồi sao? Mày làm chi? Không biết. Con quái vừa có đuổi em không? Không. Ui, quái à? Đánh ơi! Mở cửa, mở cửa rồi mua chắc. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, đóng cửa vào! Đóng cửa vào! Ủa, Thấy chưa, bảo là cần con quái vào lại. bất ổn quá. Ok, chúng ta đã qua màn đầu tiên. Hơi dễ. Ông này do tôi pro quá. Ôi, cái này nhìn quen quen nha. Cái này hình như là gặp cái con ma. Con ma nó mà hiện lên trước mặt là mình phải đứng yên đấy. Em tôi không nhầm như thế. Cần đèn gì đấy? Đứng yên nhá. Đấy, Đã thử chưa? nay nay em mới bật đèn xong, không biết được cái gì không? Ôi, đi đâu đấy? Rồi con này Con không mới con em mới ơi. rồi, không con mới rồi, hình như là ép mình phải đi di chuyển sao ấy. Ấy. Anh đâu biết con này. Từ Đừng có nhìn nó. di chuyển nhưng vẫn chết mà, hình như là không được nhìn nó hay sao ấy. Chứ chỉ là con mới. Bây giờ phải xem cái không nhìn nó vẫn giết. Kiểu gì nó cũng sẽ có một cái tờ giấy, nó sẽ hướng dẫn mình cách thoát khỏi con đấy, nhưng mà mình chưa nhìn Đây thấy. này, trước trước đây này, đây này, từ dưới gì này Ô, đi ra đây xem. nào, đi ra nào. Đừng di chuyển. Snap gì cơ? Chụp ảnh. À chụp ảnh mà mặt nó ấy. Rồi, à. Rồi 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 Wow, rồi rồi mày rồi rồi, đi. snap a picture. Ok. Anh em phải mở cái này, mở cái này chưa? Rồi đúng không? Easy man.
Ý gì men? Ủa anh em đi đâu hết rồi? Này đứng yên ngay. Chụp ảnh ngay. Ơ tôi Đu. chụp ảnh sao tôi. Cái gì đấy? Nó đi đâu nha, tôi chụp ảnh nó vẫn ấy không ạ? Ông không kịp rồi. Tương tác cái gì đây? Cái này tương tác cái gì? À, mình phải cần cái gì đó. Cái này em mở thử đi. Ở đây có một cái gì đó để tương tác thôi mà. Như kiểu là mình cho cái gì. Ok. Mình phải cho cái gì qua cái khe cửa ấy. Ấy mở cửa được, âm mở được cửa này. Con này thì không sợ. Ok. Sao nó mở nhỉ? Ấy cái mở khóa kiểu gì anh quên mất rồi. Giữ để mở. À. Đi kiếm tủ đi em ơi. Mình đang cần kiếm tủ. Nó có unlock bằng hâu cái đéo gì ấy. Nó như cái phần chơi trước hay không? Giữ xong rồi khi nào nó có cái tiếng cạch thì ông thả cái nút đi ra. Nó như phần chơi trước. Cái này thằng nào vào mà không mở này. What the hell? Cái gì nè? Anh nhặt được một cái gì đấy? Anh nhặt được hình như là một cái tờ giấy sao á? Không có biết làm gì luôn. Bây giờ mình phải chạy ra cái chỗ để tương tác. Cái chỗ quên mất rồi, rồi. Ủa tí chết. Ôi nó kỳ rồi. Vai cả trường. Để má. Em nhét thư vô trong này này. Đúng rồi, em nhắc đi. Anh chỉ cần anh nhặt được là người khác cũng được nhét thư mà. Anh đi chỗ thư anh ơi. Thế thì phải kiếm thêm. Cái màn này khó nha. Ở dưới nó có hai con thành ra là mình cũng cái này có rồi. Ok anh em đừng có dùng chụp ảnh để ấy nhá, để soi đường nhá, cái đấy hay tự bóp rái bản thân lắm, tại vì là khi con kia nó hiện lên mình không kịp chụp là mình chết. Mở hết rồi mà nhỉ. Trong kia có con ấy kìa. Có con TV man gì đấy này. Ở phần đầu tiên. Nhưng mà không mở được. Em nói là Linh có lúc thêm cái nào chưa? Rồi xong rồi. Em thích được nhất thư vô thôi. Ông nhét vào chưa? Xong rồi, đang đứng trong thang máy. Thế thì vào đi. Ủa. Đi thẳng đi anh ơi. Không, anh sẽ chết lắm. Từ từ thôi. Ấy bên cạnh mà. Thì chết. Ủa mày quá. Ủa mày quá. Thì chết. Wow, chúng ta đã đi tới màn thứ ba rồi. Ở chỗ nào đây?
Kiếm chìa khóa. Sử dụng cái camera để kiếm chìa khóa. Ok. Rồi, để so cho nào. Wow, tường trên luôn. Wow. Chỗ này có một cái cửa để thoát nhá. Ở tầng trên nhưng mà không mở được. Cái game ơi, quay đầu lại đi. Quỷ anh. Ô, chìa Quay lại khóa đi. đấy. Ngon. Hello. Cái gì đấy? Có người trong thùng rác rồi. Ủa, sao lại cầm thùng rác? Người trong thùng rác. Anh qua mẹ rồi. Ui gì ấy. Anh qua mà rồi. Ui. Đi vừa cũng qua mẹ. Ô, phát nào gì à? Chắc thế. Studio 303. Nó À, xong rồi. chưa, chắc đây mới tiếp tục thôi. Trước game kết thúc nhanh vậy, nói làm chi anh. Không, anh nghĩ không kết thúc nhanh vậy đâu. Ồ, có một hình nộm đang ngồi giữa cái sảnh. Ồ, lại thêm một hình nộm nữa. Ố, trời ơi, đây chỉ là demo thôi ạ. À. Season 2 Chap 1 Mình thấy cái demo. kêu là biết rồi. Trời ơi, tôi cứ tưởng là nó phải dài lắm chứ. Ok, thế thì chúng tôi cuối cùng cũng đã phá đảo xong cái Season 2 Episode 1 A New Land. Cái này nó chỉ là demo thôi anh em ạ. Tôi tưởng nó là phần chơi chính thức rồi. Hóa ra nó chỉ là demo. Nên là phần chơi này hơi ngắn. Nhưng mà không sao, cuối cùng thì tôi cũng đã phá đảo xong cái phần chơi Season 2. Cảm ơn anh em đã xem video này của tôi. Bây giờ thì tôi nghỉ đây. Bye bye, bye bye. 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 Bye bye, bye bye. Thì mẹ cái phần chơi này nó ngắn quá, thì tưởng dài hơn một chút chứ có phải hay không.